Những lời khuyên vàng của các thiên tài công nghệ sẽ tạo cảm hứng cho bạn. Các bạn hãy cùng mình xem nhé. Hãy là người đầu tiên và hãy dám một mình. Hãy luôn tuân theo nguyên tắc của bạn và thoải mái với thách thức. Rất ít người làm được điều này, vì thế khi những điều không thuận lợi xuất hiện, tất cả trở thành một cuộc thương thuyết. Hãy chuyển động thật nhanh và phá vỡ mọi thứ. Trừ khi bạn phá vỡ một điều gì đó, bạn vẫn chưa đủ nhanh. Ngày hôm nay rất khắc nghiệt, ngày mai còn cay nghiệt hơn, nhưng ngày sau ngày mai lại rất đẹp. Vẫn còn rất nhiều khoảng trống lớn trên bản đồ tri thức nhân loại. Bạn có thể khám phá chúng và hãy làm đi. Hãy ra ngoài và lấp đầy khoảng trống. Mọi khoảnh khắc đều là một cơ hội để đi đến những nơi chốn và khám phá. Luôn nhớ rằng, bạn sẽ chết là cách tốt nhất để nhắc bản thân tránh khỏi cạm bẫy của việc nghĩ rằng mình còn một điều gì đó để mất. Bạn đã quá trần trụi rồi, không có lý do gì để không làm theo những gì trái tim mách bảo. Tóm tắt cách bạn thay đổi thế giới trong một câu: luôn làm việc chăm chỉ cho một điều gì đó một cách hào hứng đến khó chịu. Thành công là một người thầy tệ, nó dụ dỗ những người thông minh vào suy nghĩ họ không thể thất bại. Vấn đề không phải là ý tưởng, vấn đề là biến ý tưởng thành sự thật. Ở đây, thất bại là một lựa chọn. Nếu mọi thứ chưa đổ bể, bạn chưa đủ sáng tạo. Đừng sợ thất bại, bạn chỉ cần đúng một lần thôi. Bạn không cần phải là một thiên tài, hoặc có nhãn quan nhìn xa trông rộng, hoặc thậm chí cũng không cần tốt nghiệp đại học để thành công. Bạn chỉ cần một khuôn khổ và một giấc mơ. Khi sáng tạo, bạn cần chuẩn bị cho việc bị mọi người gọi là gàn dở. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy để lại bình luận cho mình biết với nhé!